ngồi ở chỗ nhà coi anh phải cần khách sáo gì chứ ba trong cặp nhầm điệp xua phục mày bằng phôn chọn đúng pizza từ xem sao lốp ngày nay cứ chia tháng hai rồi đột chụp bắn đồn tá không ai để nhầm bạt của bạn được chia tổng chiết nâng đầm nàng tôi không ai vấn tay cả để này khang sầm nặc khang nó có ba có bạn một thơ đồng khan anh em mình ngồi chút đây rồi rồi tí anh em mình chờ lâu lâu vô mà rồi đi mình ngồi ngồi chắc ủa chị quay chị có xin phép chưa vậy anh em mình vô mà rồi rồi ok à, chị rồi, trước kia tôi phải bây giờ tôi yêu cầu chị và mấy tất cả mấy anh làm việc ở đây phải tháo khẩu trang ra hết vô rồi mình làm việc với nhau đúng không rồi ngồi đi ủa anh đứng trong phạm vi đất tôi sang đang sở hữu bọn em buôn cho nông đầy đẹp không đầy đẹp nhưng buôn cho thơm món nè nè alo bọn buôn tôi sang gọi luôn buôn tạm đàn tung thưa sáu năm ở sông chùa chạy gần đây ngọc nè đột chùm bàn cành bàn đây không ai dường nè cứ tha lược thòng chết mày đầm nàng đòi chết không ai bên tay buộc này khang này khang cùng mình đi ระบบ cùng này vườn cái bàn một đúng khan thì rèn trong bát lâu dừng chập đầm nó rồi chắc cài nhưng mà nó cái này rồi nói chuyện với nhau chơi ngồi đây bây giờ mấy anh đại diện cho tổ chức ban ngành nào chỉ đạo cho mấy anh xuống đây tụi anh em ngồi đi em ngồi được rồi khỏi quen anh khỏi dạ mình làm việc với nhau mình thấy có biết mà nhưng mà có cái gì đó lại làm bằng chứng với nhau đúng không rồi mẹ lương mẹ đi dừng đó ồ chia xa là cào chạc xe đèn như mình cái nè rồi em ngồi em để máy cứ đi bình tĩnh thì anh em trao đổi nó chị chơi thì mình cái việc trao đổi bình thường còn cái việc em cầm đó là chủ nhà đúng không em là chủ nhà em được quyền lại tới em thì thôi anh em mình ngồi nói chuyện chia sẻ với nhau chơi rồi ha được rồi khỏi quay nữa thì anh cái việc nói đi em nói là chuyện của em là cá nhân của em quay mà ngồi đi rồi anh giới thiệu anh em cho biết chung với nhau hai bon bồn tung tạm đành à tao ngon này anh chôm chuột xe chuột dài cùng này trong nhưng mà ngặt ngồi pha ngay để ra bọc cùng ni ta mà ngồi ở khmer à buộc nhung nâng si bạn đồn tà bạn sóc tê khoản để lược chia thông chia tâm nàng đòi chia khmer để cái mồ cà để buộc cái mồ xua sạc xua rồi anh cứ vô vấn đề đi rồi đến đây anh em mình ngồi anh em bây giờ bỏ máy xuống đi anh em mình nói chuyện tâm sự chơi thì anh cái việc vô vấn đề của anh trao đổi đây còn sao anh tâm sự trao đổi với em được thì em anh cái việc nói đi à. Em có cái chuyện này là chuyện cá nhân của em chủ nhà em có quyền quay anh mà không, em biết anh vô đây có cái ý đồ gì em cũng đâu biết em phải quay đây làm minh chứng đúng không trời đâu có gì để minh chứng thì anh cái việc trình bày hoặc là anh nói gì mình tới anh tới với em rồi anh cứ việc nói đi vô tặng chủ đề đi em lắng nghe nè rồi lại đây gặp em có chuyện gì có cái gì thì chung á tụi anh đây là anh em ở xã là ấp cùng ha cùng trong cái phối hợp cùng với địa phương cũng có tới gia đình em rồi có cái vấn đề ví dụ như là trong cái dịp lễ hội thì ví dụ như tụi anh thấy cũng đại diện cho chính quyền địa phương ở nơi đây rồi thấy em có cái bức tượng cái lá cờ tôi nói vậy mục đích tụi anh tới đây cùng chung với gia đình nhất thứ nhất là ngay chỗ em để trao đổi với em cũng mong muốn em cái tiếp nhận cái lá cờ xuống dùng cho cái chính quyền địa phương của mình đó là cái mục đích yêu cầu của anh bữa nay là để trao đổi với em vậy rồi cũng tha thiết với em cũng mong em vậy đó có cái sự cùng chung với chính quyền địa phương rồi. Chúng ta cùng chung cái xây dựng cái môi trường địa phương mình làm sao cho nó lành mạnh được đảm bảo với các cái phong trào của địa phương của cái phong tục của người mình đó là cái mục đích yêu cầu của anh cùng chung anh em tới đây để có cái sự mà chia sẻ với em mong muốn em có tháo gỡ cái bức tượng xuống đối với chính quyền địa phương rồi nếu mà anh có ý kiến gì em cũng xin nhắc lời anh là anh phải cho em biết tại vì em dân là em không hiểu rồi. Em không có hiểu cái lý do tại vì mình không hiểu gì lực lực đó là cái mà em thắc mắc muốn hỏi đó là cái lá cờ nào mà em treo có biểu tượng như vậy có cái sự nghiêm cấm nào của lực của nhà nước Việt Nam mình đã ban hành không anh rồi, có ban hành ngày nào vào tháng nào và năm nào và có hiệu lực từ ngày mấy tháng mấy phong tục người Việt Nam thì mình nói tôn vinh những cái lá cờ của đất nước Việt Nam mình ha đó là cái mong muốn thì bởi vì mình là người Việt Nam thì mình tôn vinh những cái gì cái thì em rất là tôn vinh bên bên Việt Nam tại vì anh cũng thấy đó giờ
Hiện tại là trước mắt là ngay cái chỗ cửa của em nè cũng đang có cái biểu tượng hình nè, đúng không? Anh thấy cờ đỏ sao vàng đúng không? Đây nè, treo dưới cửa nhà em đấy là quanh năm suốt tháng luôn này. Này, để cho nhà em quanh năm suốt tháng luôn có biểu tượng của người Việt Nam mình nè. Em cũng đâu có tháo gỡ xuống, nhưng mà cái này chỉ là một cái biểu tượng để mình gọi là mình ăn ngày cái mình lễ Tết Đôn Ta truyền thống dân tộc của người Khmer. Đúng rồi. Thì anh cứ miệng mấy anh cứ nói là anh em đại đoàn kết rồi, mình thấy nó không đúng. Thì mình đoàn kết với nhau thì dĩ nhiên là anh phải tôn trọng em phải tôn trọng anh, đúng không? Em tôn trọng anh rồi mà. Đó đúng đúng sự thật không? Em tôn trọng, rất là tôn trọng ở Việt Nam, tại vì cái biểu tượng lá cờ đó để trước cửa nhà em nó quanh năm suốt tháng, em đâu có gỡ xuống đâu, em nó có nói gì. Cái này là ngày lễ của người dân tộc Khmer để tượng trưng cho một cái sự là nhiệt liệt chào đón cái ngày lễ của người ăn Tết Đôn Ta, người dân tộc cổ truyền, người dân tộc Khmer thôi. Chứ lại thường em đâu có làm gì đâu, em đâu có để ấy đâu, đúng không? Rồi, để xong cho anh trao đổi nha. Rồi. Thì qua chỗ anh Khê nãy giờ cũng có trao đổi với em rồi đó, thì gì em thì bây giờ là trong gia đình em á, thì ví dụ như em có treo thì bây giờ là anh chế em treo trong nhà không sao hết, còn như em treo đây là mấy anh em mấy ngày là cũng như nó mới thành lập cái đầu dân động là lý do gì đó là gì nè, mình giờ tích ngưỡng á mình treo trong nhà được, còn bởi vì phong tục tập quán của mình đây hồi giờ chưa giờ đó là Tết Đôn Ta hay hoặc là cho nên không hay gì đó là mình cũng treo bình thường, thì treo phong tục tập quán đây thường thường là treo cờ Phật, thứ hai nữa là có treo là treo cờ nước như vậy thôi, vì mình đây đâu có ai mà treo như em cái này, cho nên là thấy là lạ, nhưng mà giờ nếu em có treo là treo trong nhà cũng được, không sao. Rồi nếu mà bây giờ nếu mà anh nói về cái sự lạ đó thì em cũng xin giải thích, tại vì cái lá cờ này là được bên Liên Hiệp Quốc người ta công nhận là lá cờ để biểu tượng cho người Khmer Krom rồi, tại vì nếu mà anh cảm thấy lạ đó là chưa do cái vấn đề là anh chưa có hiểu sâu về những cái lực về bản tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc viết ra. Đấy, trước mắt đây anh em cũng đưa ra có cái quyển tuyên ngôn về Liên Hiệp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa, nếu mà anh chưa có hiểu rõ hoặc là anh chưa có nắm rõ cái nội dung anh có thể xem qua, có ghi rõ cái điều và cái khoản ở trong đây, nếu mà anh có cần thiết em đọc cho anh nghe luôn. Các bạn nói em nè, bị gì theo phong tục tập quán mình đây, cái mình đây là cái Phật giáo Đông Tông mình đây, đây là có lễ lọc treo cờ thì đó mình đang ký kích treo nữa, nhưng mà treo là chỉ treo Phật mình hiện nay thôi, còn hiện nay là em cứ treo mấy gì em treo trong nhà, không ai được, anh không nói gì hết. Bây giờ chỗ này bây giờ anh nếu mà nói ra thì em cũng xin nhắc lại anh, em cũng có ý kiến là em tại vì em có tham khảo qua cái điều khoản ghi rõ trong bản tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa ghi chép trong điều 8 rất là rõ ràng. Nếu mà anh cần thiết thì em sẽ đọc lên cho anh nêu đọc lên cho anh nghe luôn. Nè, ở trong điều 8 người ta ghi rất là rõ ràng nè, các dân tộc cá nhân người bản địa có quyền không bị ép buộc hoặc đồng hóa hay hủy hoại là nền văn hóa của họ. Đây người ta có chia ra điều khoản, nếu mà anh trong đây là em muốn nêu cái điều khoản rất là rõ ở trong cái bản tuyên ngôn này, người ta ghi là bạn ở trong khoản 1 là nè, bất kỳ hành động nào có mục đích tác động để tước đoạt quyền được toàn vẹn là các dân tộc riêng biệt của họ bị hoặc tước đoạt các giá trị văn hóa hay bản sắc dân tộc của họ. Cái đó không, nè, các quốc gia phải có cơ chế hiệu quả để phòng ngừa và khắc phục nè, đáng lý ra mấy anh phải chế nữa. Đúng rồi đấy. Nhưng mà em mấy anh là trách nhiệm là mấy anh phải bảo vệ. Hiện nay là trên cái mình địa phương, mình ở số người địa phương á, mình ví dụ như người ta là sao thì mình vậy đi. Cho nên là chứ anh đâu có nói gì đâu, còn nói em là cái gì mình nó là bản địa người dân tộc, mình là người dân tộc Kinh ha, của đất nước Việt Nam. Mặc không, nếu mà anh nói đất nước Việt Nam đó là em cũng tại vì anh nói trước em mới nói thôi. Em là mấy anh là đất nước Việt Nam nhưng là do Việt Nam lãnh đạo thôi, chứ nếu mà đúng sự thật là đất nước này của tổ tiên em để lại, nó không bà để tương tổ tiên em để lại mới là em là người là dân tộc bản địa, gọi là người dân gốc dân tộc bản địa là ở thời tổ tiên em ở đây, chứ mấy anh chỉ là người lãnh đạo vô đây là cai trị thôi đó. Nhưng mà anh muốn nói như vậy em cũng xin rồi giải thích, tại vì anh nói ra trước thì em mới giải thích thôi. Mình là người dân tộc Việt Nam, mình sống trên đất nước Việt Nam. Ngay bọn buôn xung chùi tạm đà nâng chạy cầm đẹp xe tầm áo này à. Anh nói vậy, ví dụ như qua anh Thắng thôi thì anh cũng có cái ý kiến về. Nếu em có treo cái thông vinh thì mình đang vô khí trong nhà mình treo. Vì em cũng thấy là cả một cái tuyến đường nông thôn mới của mình, bà con của mình đều là treo cầu Phật. Trong đó lại có lớp tờ như vậy, thấy nó hơi khác hơn cái phong tục của bà con. Không, nếu mà anh nói về cái khác cái lạ thì em cũng xin trả lời, tại vì những do một
số người đó là họ chưa có am hiểu về cái bản thân của họ, họ chưa am hiểu về cái quyền của dân tộc bản địa của Liên Hiệp Quốc dành cho họ thôi, nên họ chưa có hiểu đó, cái điều đó, cái lực đó, nên họ chưa có biết những cái lực đã dành cho họ, nên họ không có đem ra ngoài. Còn em thì em nói chung em am hiểu, em học đó qua cái lực đó, em biết là bản thân mình là ai rồi, biết bản thân mình là ai, mình đang làm gì, điều đúng hay điều sai. Cả khó cả trụ nhưng đừng luôn nhâm thơ ngay nhâm thơ nấy cái ham tràn ra mà nội nhâm đặt nền nàn được đâu biết cái lịch sử Việt Nam của nước mình đó cho nghe em. Còn về cái hiện nay tụi anh vận động á, là em muốn tháo hay không tháo là tùy em thôi. Đúng rồi, nhưng mà chứ quyền của em chứ tụi anh không phải không giờ anh giống đánh rồi tụi anh đến đây vận động thì em cũng cảm ơn tháo hay không thôi. Tùy mấy anh tới đây cả vận động thì em cũng cảm ơn, nhưng mà do là em đã am hiểu rõ về cái lực, nắm rõ về cái lực, biết bản thân mình đang làm gì, biết bản thân mình đang làm gì và làm cái gì đúng hay là sai, mình rồi, tự mình biết rồi. Chứ thứ hai phép em nhìn này là tụi anh làm việc đây á, trên cơ sở là tiếp xúc với em á, là có cái biên bản tiếp xúc, nhưng mà lát nữa đem qua em ký cũng tùy em. Rồi anh cái việc làm biên bản đi, rồi ai đứng mà ra đại diện đó em chứng bản gì đó nha, rồi mình trao đổi gì đó. Dạ là ý cái mong muốn của anh á, tụi anh ở đây thôi, giờ anh cũng xin phép em gì đó. Rồi thôi giờ mình được đem cái tượng mình á lên vô phía nhà để mình cũng tôn vinh. Nếu mà anh nói vậy là em không có chấp nhận được. Tại vì nhân dịp cái lễ Senunta cổ truyền của người dân tộc Khmer của em á, là em phải đưa ra để ngoài để cho người ta hiểu biết, biết là cái lễ hội này để dành cho người Khmer. Và cái lá cờ này là giá lá cờ để biểu tượng cho người Khmer. Tờ Phật được rồi em, với lá cờ Phật bên đây mình có tờ nước được rồi. Cái đó là cái lá cờ đó là để dành biểu tượng cho Phật là khác, còn đây là biểu tượng dành cho một cái dân tộc là khác. Ok không? Không. Sao chị nói chuyện mà chị không có lột khẩu trang ra làm sao, chị sợ sệt gì? Chị làm việc trong cái mờ ám tâm tối gì? Vậy thì chị đừng có phát ngôn, đừng có phát biểu gì hết trơn á, xin lỗi chị. Chị đang đứng ở trong là phạm vi đất của em, chịu vậy vậy phải tôn trọng cái chủ nhà. Còn nếu mà chị phát ngôn bừa bãi rồi không có đeo khẩu trang, không có lột mặt ra vậy mà chị phát ngôn vậy là không được. Rồi mong chị là im lặng. Anh cũng vậy thôi, anh cũng mong muốn em mình đem cái bức tượng này mình đem vô cái trong mình cũng tha. Cũng cái không, thờ phật của mình vẫn là cái này là kiểu... Nếu mà anh nói vậy là em không có đồng ý, tại vì em dứt khoát là em không có đem ra. Nếu mà qua lễ trong 3 ngày thì em mới đôi đem vô, còn như ngày thường em không đem treo. Là một cái tuyến đường của nó. Em không biết tuyến đường này là tuyến đường nó không có gì có liên quan gì tới cái dân tộc của em hết trơn á. Của em vậy thôi, như vậy. Tại vì cái tuyến đường đó là một mặt, còn cái truyền thống của dân tộc đó là mặt khác. Đây là cái biểu tượng cho người, dành cho người Khmer. Anh ấy đầm nàng đôi dịch Khmer ba không nhóm. Ai phục luộc ham ta mình ổi nhung vô mà đặt nằm nàng được phục kệ nó rọt này khăn rồi bọc cùng đi quần những cái mỏ ham pran cái tham ổi nhung bạt đặt cả nằm nàng thông chiết nhưng mà vậy thôi tập bọn chồng như vậy ý rằng bằng dòng men giúp bỏ lấy xong chuyện bật một cái sla chiến đấu dựng sắc cài mà nó kia bọn em cũng cho được nóng long để bắt nhóm mình cả để xung nôm rồi bọn em xung nôm rồi bọn em xung bọn em đó một mặt đó mặt trên dừng sắc cả dừng vậy cái nía bọn em cho ta rồi dục bỏ rồi y tập đi tập đá cái đảo nó mình lạc một lạc mọt vậy cái nía sắc cả đường ý tôi vô chia phen cài bờ cá lâu cái nhóm chồng này vậy người ta tổng chiến này cứ đầm nàng rồi chiết khmer bắt nhóm mình sắt nhóm lực buộc lục anh từ tua sọ nó rương buộc lục anh ai buộc lục nó mò ham pran nhóm ta mình ổi nhóm nó đặt nằm nàng từ trên cầu bạch cá bên té nhóm xua mũi hết ta hết với mình ổi nhóm đầm nàng từ ổi nó phê cả để nhóm còn bung té ọp ọ xa thò này là đồ bánh bị chung ngay là đồ bị chung bánh sen đồn ta ngay buộc lục mình cả ham pran này em phi cả em phi ta mà đẹp sầm đầy ta ham pran anh chân buộc lụa anh chân đi cả mà chân đi cả mùi mà đồng bây nâng tha thông này cứ mình sắp cho bác. Rồi bây giờ em cũng yêu cầu nếu mà mấy anh muốn lập biên bản hoặc là không công nhận lá cờ này á, là mấy anh phải chiếu vào cái điều mấy khoảng mấy không, trong... không phải là tụi anh nói không phải là mình không công nhận cái lá cờ của một quốc gia này, nhưng mà tụi anh chỉ có cái mong muốn em á là mình sẽ dùng cái lá cờ này lên vô phía thì trong em cũng đã nói dứt khoát với anh rồi là em không có đem vô, tại vì qua cái là thời gian dịp lễ 3 ngày rồi em mới đem vô.
Đúng rồi, bây giờ em là anh nó nhất phát như vậy anh rồi. Anh vẫn là tôn trọng một cái lá cờ đó là của một quốc gia. Rồi. Nhưng mà mình là con người của không, cái lá cờ này không phải là lá cờ tượng trưng cho quốc gia. Rồi, ví dụ như cái lá cờ tượng trưng cho dân tộc thôi. Cái lá cờ Phật nó quá đúng rồi. Chứ anh không có nói em làm sai. Việt Nam, tại Việt Nam có bản địa được Liên Hợp Quốc công nhận á. Thì em là người bản địa mà nói gì vậy? Bây giờ anh lấy cái vai trò gì mà anh dám khẳng định là em không phải là người bản địa? Anh có cơ sở gì không? Em hiện giờ đang anh có cái cơ sở gì để mà khẳng định là em không phải người dân tộc Việt Nam? Thì em cũng đã nói rõ, nêu nếu nói giải thích rõ với anh rồi. Em đang sống ở trên đất nước, đất đai của tổ tiên em để lại, em là người bản địa. Đại khái giờ anh em vận động em tháo dỡ cái lá cờ này xuống theo quy định ở đây bà con dân tộc người. Bây giờ người nào muốn không có ủng hộ, không có đồng tình gì đó là cái đó là chuyện của người ta, còn em là chủ nhà ở đây, em có tư cách, em có quyền là em không có để là quyền của em. Anh em đó, đến vận động em có trách nhiệm không rồi để em thông qua biên bản đi em. Rồi. Không chấp nhận nãy giờ em nói sao cứ ghi biên bản rồi để rồi. Đọc lại có gì thêm bớt rồi ký. Rồi anh cứ việc ra đi, anh cứ việc đọc ra, anh ghi rồi xong anh đọc đi. Nếu em cảm thấy hợp lệ thì em ký. Cảm thấy qua quá trình vận động gì đó em có tháo dỡ không? Nếu tháo dỡ thì anh em không, tại vì đây là em đã nói dứt khoát rồi. Thì cái này là Tết cổ truyền của bên người Khmer thì em chỉ là thì nãy giờ em nói như vậy ra để biểu tượng là hết cái lễ Chanonta, cái này không phải Tết mà lễ Chanonta của người dân tộc Khmer. Đúng rồi, thì em sẽ tháo cắt, nhưng mà ở đây bây giờ bà con người ta ở đây là không thống nhất. Người ta không thống nhất đó là chuyện của người ta. Em cũng nói dứt khoát thẳng với anh một tiếng vậy là người ta không có đồng tình, không có dứt khoát, cái đó là chuyện của người ta. Còn cái chuyện cá nhân của riêng em là em tự làm, em tự biết. Ok. Rồi, anh em có ý kiến gì nữa không? Có ý kiến thì rồi, có ý kiến gì cứ dựng nêu đi, cứ dựng nói đi, em đang phát trực tiếp rồi, mong cái video này và kính mong cái video này lên tới Tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ, rồi Tổng lãnh sứ quán NATO, rồi qua tới đại sứ quán Mỹ rồi đó, cho xem xét giải quyết vụ việc này sao nè. Bây giờ cũng gắt gối lắm, người ta nói là dân ở đây người ta không đồng tình, có người Khmer nào mà không ấy, không có yêu thương biết dân, yêu thương dân tộc mình mà không đồng tình. Anh nói vậy đâu có dựa trên cái cơ sở, đúng không, đúng có minh chứng được. Bây giờ anh nói là buộc nói là người dân ở đây người ta không đồng tình với cái cách mà tôi treo lá cờ này lên, cái đó là chuyện của người ta có đồng tình hay không đó là chuyện của dân, còn cái chuyện của tôi là tôi làm là bản thân tôi, đúng không, tôi là chủ nhà, tôi treo trong phạm vi đất của tôi, không ai được ngăn cản hết trơn á. Còn mấy anh mà việc mấy anh đó có thừa nhận lá cờ này hay không là đó là quyền của mấy anh, còn tôi chỉ biết là dựa trên cái cơ sở là Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận là biểu tượng này dành cho người Khmer Krom thôi, thì tôi chiếu theo cái lực đó tôi làm thôi đó. Giờ mấy anh có thắc mắc ý kiến gì nữa cứ việc nêu cứ được ấy đi. Rồi em cũng kính mong là mấy anh đừng có lên lại làm phiền em trong dịp lễ ăn Tết này nữa, lại một lần này thôi. Em cũng là dứt khoát dứt điểm nói trả lời thẳng với mấy anh vậy rồi. Bắt đầu từ ngày mai ngày mốt này hãy để cho tôi được ăn Tết Chanonta lễ cổ truyền này được yên ổn. Đó. Cái biên bản này chế độ anh em thông qua hay là em coi em tự động nó gì? Coi đi. Rồi anh cái việc đọc đi nếu mà em cảm thấy đọc em nói đọc đúng rồi, làm coi. Thì anh ghi chữ của anh đọc được chứ em nhìn vô sao biết anh biết em, ghi viết gì. Em tự đọc được, cái nào không hiểu thì hỏi là em tự đọc đi rồi em cảm thấy nghe hợp lý hợp tình em tự chỉnh với luôn. Rồi. Thôi giờ đề nghị em dẹp máy đi rồi em. Thì anh cứ dẹp đọc đi. Nó đâu có liên quan gì tới chuyện của em quay đâu. Đọc bình thường. Thôi để tôi ghi thêm một ý nữa là khỏi tới đó được. Tránh làm phiền trong những ngày coi như là tránh cái tổ công tác á. Không được đến làm phiền trong cái thời gian. Đúng rồi. Giờ mình anh em 54 dân tộc đại đoàn kết thì mình phải tôn trọng lẫn nhau đúng không? Giống như ngày 2 tây tháng 9, 30 tháng 4 mà anh để dựng lá cờ ngay trước cửa nhà em cũng em đâu có nói gì. Bây giờ thì em ăn lễ cổ truyền Tết của dân tộc của em thì em để trước cửa nhà em cũng anh phải tôn trọng em chứ, mình tôn trọng lẫn nhau mà sống. Chứ không phải anh nói cứ miệng nói 54 dân tộc đại đoàn kết thì anh phải nghĩ qua thông lại mình mới đoàn kết, mình mới sống chung nhau hòa đồng vui vẻ được. Giống như ngay trước cửa nhà em nè, để cái bảng biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng đó, để quanh năm suốt tháng em đâu có tháo gỡ, em đâu có nói gì. Giờ em chỉ ăn Tết 3 ngày em treo cờ biểu tượng cho dân tộc mình thì mấy anh qua đây mấy anh lập biên bản nói người ta không đồng tình gì, không chấp thuận gì, buộc em phải đem lá cờ đó đem vô nhà.
cái biên bản hồi nãy anh có trao đổi em là cái ý cái biên bản này là tụi anh đến tiếp xúc với em là cái ghi cái nội dung và trao đổi thôi chứ không phải là lập biên bản em. Cái nó nãy em nói biên bản nó nói rõ vậy đấy. Đúng rồi, anh cứ việc ghi đi rồi anh đọc lên đi, nếu mà em cảm thấy cái nội dung đó hợp tình hợp lý thì em chấp nhận. Nha bằng bồn đèn bùng tầm đàn tu sĩ nam mờ cả lai tỏ rõ không ba cứ thằng ai nè cứ thằng ai đọc bài rồi khai phát tập bát thằng nam tha và nhật sắc phật sắc cái pi phan và làm rồi học sắp tầm pi rồi nó thằng ai đọc pi khai tu lá cho làm pi phan phải bay cứ buộc rập bọc cùng ni yuan để cái bàn một cần thì lùm nâu cái hấp than bọc nhưng đọc to để cái men ca ham pran men tăng say men tăng pro ni cứ chơi nhôm say bọc nhung cái mò cái men cá ham pran đôi chia cá đây kia xung nôm pro cái nhung ni do đầm nàng thông chiến ni ôi do tổ chủ đặt nông té mà nói đặt trên đầu té hay nhung của bạn sạc cá thứ cái mà ni kia đây nhung tha cái nhung ni chơi đặt hàng cá tại mà đoàn thác nhóm mà nạc nạ dọc chú tế bì bố cả đẹp của khá nhóm hộp thật thua nô rạc đầu chùm bánh cảnh bánh này cứ trâu tế mẹn thông chết rồi bác luôn bây đùm nàng tội chết xác rồi bác luôn nhóm mà nạc nạ dọc chú tế phê đời rạc đầu chùm bánh chá loang hơi tế nhóm dọc thông chết rồi bác luôn đi chú nô nông của ta nâng ai cứ nhóm đi ấy thay lên cái gì mà nó kê ta cái nhóm mà nãy nãy từ tua tạm cả chúng nông phò và phục luộc tê cái nông ra đâu chúng bắn đi cứ giặc về bay tháng ngay rồi cần loang tới nhóm nâng dọc thông chiết bắc luôn nâng chỗ nâng ngay ngay phục kê của cầm vùng tê thơ nô phen cá để kê xe chinh chia lịch khách để cá muôi nâng ngay đầm bay cá để phục kê bàn cho một đò to thôi. Bản thân sắc đây thầy cả có đôi chia ham pràn nhưng mà chừng nói chuyện sao chưa anh thông quan bản đêm nghe rồi rồi anh cái việc đọc đi em nói sao em nghe được anh đọc em thấy làm thinh em mới nghe được chứ rồi rồi anh vừa đọc. Vừa nói thì anh đọc em đâu có biết anh vừa anh đọc chặt hay sao rồi anh nghe đọc. Chú ý coi đúng sai gì đang cái nào phù hợp thì thôi còn không phù hợp thì chỉ chỉnh sửa lại rồi rồi vậy đi ha rồi chứ biên bản mà anh đọc mà em cứ là em nói chuyện sao nghe một mình vừa nói chuyện mà vừa nghe luôn là không thể nào mà một mình mà có cái giác quan thứ bảy thứ tám được rồi, thì rồi. Khi người ta nói mình phải nghe để nhận định vấn đề đó cần thêm bớt như thế nào sao đó là đúng phù hợp thì anh ký tên vậy rồi, thôi rồi rồi anh việc đọc đi. Thôi xin phép ngồi đọc luôn nha, khỏi đấy nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, biên bản tiếp xúc. Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại nhà ông Thạch Xuân Đông, ấp Nhì, xã Tân Hùng. Thành phần chúng tôi gồm có về phía tổ công tác, ông Nguyễn Thành Khê, ông Kỳ Văn Thống, ông Thạch Minh Hiến, bà Trần Thị Nhiễn, bà Đinh Thị Thái Nguyên, bà Lê Thị Ngọc Thủy, ông Nguyễn Thanh Tính, ông Lê Minh Nghiệp, ông Nguyễn Văn Thủ cùng đại diện gia đình ông Thạch Xuân Đông. Nội dung: ông Nguyễn Thành Khê phát biểu mục đích yêu cầu cuộc tiếp xúc trao đổi với ông Thạch Xuân Đồng về việc ông có treo biểu tượng ba màu xanh, vàng, đỏ song song với cờ Phật nhân dịp lễ Senonta của đồng bào dân tộc Khmer là không đúng theo quy định của phong tục tập quán của bà con tử. Vì vậy yêu cầu ông Thạch Xuân Đồng khẩn trương tháo dỡ biểu tượng nêu trên. Ông Triệu Văn Thống nhất trí nội dung trao đổi của ông Nguyễn Thành Khê đối với ông Thạch Xuân Đồng, hộ khẩu thường trú ấp Nhì, xã Tân Hùng, đồng thời yêu cầu ông Thạch Xuân Đồng phải tiến hành tháo dỡ biểu tượng ba màu nêu trên vì sai với phong tục tập quán theo quy định của người dân tộc Khmer, chỉ được treo cờ Phật song song với cờ Tổ quốc thì mới đúng quy định. Ý kiến của ông Thạch Xuân Đồng: đây là biểu tượng được Liên Hiệp Quốc công nhận, gia đình bản thân tôi được treo theo phong tục của người dân tộc bản địa mà Liên Hợp Quốc quy định. Sau 3 ngày lễ Senonta xong, tôi mới tháo dỡ đem vô nhà cất, đề nghị tổ công tác không được đến làm phiền khi tôi tổ chức 3 ngày lễ Senonta. Biên bản kết thúc vào lúc 14 giờ 10 phút cùng ngày, có thông qua cho tập thể nghe và thống nhất ký tên. Rồi, nếu mà nội dung em vừa nghe
Anh nghe cũng rõ, rất là rõ rồi ha. Rất là rõ. Treo ba ngày thất lễ mình. Rồi là ý của em sao anh biết vậy chứ không có chuyện bớt không gì hết. Rồi tại vì em cũng có ý kiến gì đó em nói. Anh không tới nữa đâu. Đúng theo cái nội dung ha. Ba ngày anh không bao giờ anh tới với em nữa. Rồi. Rồi em giờ ký giấy biên bản có nghĩa là anh có tiếp xúc với em. Đại diện của hộ gia đình em ký chỗ này giùm anh. Còn chỗ anh xe ký bên này đi. Rồi rồi cho đồng ký là nó bị gì đâu. Đây nè. À, nội dung thì rất là rõ ha, cụ thể đàng hoàng chứ không thêm không bớt. Tại vì trong cái dịp lễ chúng ta tất cả không gì đây, này, đây. Lễ dịp chúng ta thì em cũng phải có cái một cái gì đó để biểu tượng cho dân tộc mình đúng còn không? Ý kiến trên đây phải không? Nãy tại lý do là sau này ra tôi không đưa vô, không đưa vô nội dung tiếp xúc dễ thêm. Tại vì sớm mà hay vậy từ đầu quá. Rồi vậy được ha, chúc em Sơn Đông Ta được vui vẻ. Rồi. Cảm ơn anh nhiều. Để tiếp xúc để biết thôi nội dung thôi chứ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúc em ha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Đi thím ơi, anh đi. Rồi, chào anh. Sao đó để nó. Dạ. Để anh. Để em tự dọn. Rồi, chào em. Rồi. Ba ni ke chia sthana phiep pa de robob komuni yuan ning hai ka de ke mok chinh chia de ka ham nyum bat nei radau phyum ban chan ban ke tha ka de nyum bat ni leuk tong tamnang oy tong bai pho tong chiet mae yeung ni cái đề cái tha mình sập nâng chập để bằng phôn để cái nòng phun chấm nón này mình cầm tro hay cái nhóm bạn của bạn chơi lời chun tha admin nặc nà để mình cầm tro thế vì đó ra cái mày kiệt chun ai này admin nặc nà cái mình cầm tro thế thuộc lô cùng chốt này dây chấm pi cả để phục mày bằng phôn ở chấm nón phun này mình cầm tro anh ấy cái khoản đấy vào chiến lấy mua đồng bị những cái lực lớn cái chập trong này chương rồi như ngay ai tạm biệt tới ní cái chia thông đầm nàng ơi niệm mật sinh nhà đó bao hoa chân triệt kề đây nè nè như ngay đầm nàng thôi niệm mật sinh nhà chè chân triệt bao kề đấy vấn đề đặt chậm nhưng mà đặt chậm cái đà thứ bây giờ dừng mòn rập khè rập xe nam vẫn dừng up men như vậy ấy cái đặc thì dừng đợt đầu chung bàn ní dừng lực thông đầm nang ở chiết mẹ bò dừng sập ọp ở xa thổ đợt đầu bàn chung bây tháng ngày đặc về bây tháng ngày ní cái mô men cả cái rì rèn cái trình chia cả ham dừng ở dừng dục thông ní bây đặt đầm nang từ mục của ta ở dân đặc nông của ta hay cái bạn của bạn thôi chia sức đầy đầy ca hay là gì chứ lời tọp cái đây thà ở đây thì bộ rồi đầu cảnh bản chung bản này buộc nhầm chết khám ai cứ chạp đầm chạp thua đầu chung bản này rạc về bầy tháng ngày cứ cái nông rạc về bầy tháng ngày nhầm mình ai cũng là dọc thông chỗ nông tiệt đây nông thì lâm nâu cái than đây rồi ra rồi đầu chấm bàn bảy tháng hai này tập nhầm dọc thòng chồ chân cô phải cả khang bạc kê nạc xe chia lấy khách để cá phải khang bạc kê nạc chiêm chát than này cô bàn sạc cá rồi ra nông cái này hay cái cô vừa phồng đây cái tha nông nông đặc biệt bảy tháng hai này dừng rồi tên men tua nít thì dừng đặt ngay hay cái prom priang ngay hay cái sắc ca cho mình cái nhạc của bạn chọc và rồi sạch mà hay đó cho nói nhưng mà cứ xôm lên em nó cũng dàng chiều chiều trong phố ta chụp chất tục đặt ca để bọn con prang tạm đà nổ sẽ ta nạc ca để bạn cần lần cần lon ní hơi để chia cả để dừng rồi nổ rồi mà nó đi không bắt kê chế rùm ta cứ tha lùm bạc tục lùm bạc nà phục ngày bằng vô này để phiếp để dừng khách khâm bằng bằng tỏ xuống chân ta để bày chiết dừng rùm ngay tụi bày cho lòng cách nó ụp sạc nà gọi đòi gọi dừng tên tên miền phiếp
cả để dân tỏ su rằng rèn và trong một chập nơi clip video này có xôm lên nó phân tâm phục mực nạc thủ sân nạc nạc tạm đàn phòng tiền nhờ sức đầy chùi ọc quân lên nó ọc quân tự đo vòng phôn để bàn chạy cùng lệch xay chùi xay tỏ video cho các bạn này bờ xin chia trong clip video này bờ miền tiếp away khó trâu chôm chôm giang ná rư mên cà quay đề xong cuộc đây rưm xong cuộc đây có xong chùm nặng này khăn phục mai bóng phô nặng phú sân à nặng tạm đàn thơ chìa cà khăn tay phê tốt đọc nhưng bà không bà chôm mặc cân nên xôm chùm chụp lia bà.